Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP đang ngày càng phát triển. Chương trình này đã góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo ở mỗi địa phương. Với sự hỗ trợ từ các bộ ngành, sản phẩm từ chương trình đang ngày càng tốt hơn, đẹp hơn và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, để các sản phẩm này đến tay người tiêu dùng cũng như có chỗ đứng trên thị trường thì cần đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương. Chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP giai đoạn 2018-2020 được Bộ Công Thương khảo sát xây dựng với các tiêu chí dựa trên cơ sở thực tiễn và lấy ý kiến rộng rãi của các bộ, ngành, địa phương, nhằm góp phần tạo điều kiện thúc đẩy quảng bá tiêu thụ các sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề, đặc sản vùng miền, các sản phẩm có lợi thế của địa phương. Thời gian qua, chương trình OCOP bước đầu đã mang lại những kết quả tích cực, số hợp tác xã tăng nhanh, đặc biệt là hợp tác xã sản xuất ở nông thôn, các phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp, nông thôn được đẩy mạnh. Thống kê sơ bộ, vùng nông thôn cả nước hiện nay có hơn 6.000 doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình có đăng ký kinh doanh, trong đó có gần 3.200 doanh nghiệp tổ chức sản xuất, hơn 4.820 sản phẩm lợi thế thuộc 6 nhóm sản phẩm gồm thực phẩm, đồ uống, thảo dược, vải và may mặc, nhóm lưu niệm, nội thất, trang trí, nhóm dịch vụ, du lịch nông thôn. Đây là một cái chương trình hết sức có ý nghĩa nằm trong chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, và năm 2018 thì chính phủ cũng đã phê duyệt những cái chương trình này, có những nội dung trong đó có đưa những cái hàng hóa OCOP và hệ thống phân phối trong nước và xuất khẩu. Thì vì vậy là những cái hội nghị kết nối cung cầu là một cái biện pháp rất là quan trọng trong việc là đưa những sản phẩm OCOP đã được gắn sao của ban chỉ đạo nông thôn mới và đưa nó vào với những cái hệ thống phân phối cố định bền vững đến với người tiêu dùng qua những cái kênh phân phối mà Bộ Công Thương đã xác định thế nào là tiêu chí của những cái điểm giới thiệu và bán hàng OCOP. Vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên bao gồm 13 tỉnh, thành phố với tổng diện tích 98.895 km², chiếm khoảng 29,6% của cả nước, dân số khoảng trên 15 triệu người, chiếm 16% dân số cả nước. Sau hơn một năm triển khai chương trình OCOP, bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần thúc đẩy phát triển những sản phẩm đặc sản của các địa phương, điển hình là các tỉnh Quảng Nam, Lâm Đồng. Tổng số sản phẩm dự kiến được chuẩn hóa đến năm 2020 của khu vực là 582 sản phẩm, chiếm 15,8% cả nước. Quảng Ngãi là một ví dụ. Thực hiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm, hiện Quảng Ngãi đã có 113 sản phẩm đặc thù có thể nâng lên thành sản phẩm OCOP. Trong sản xuất đã hình thành một số vùng sản xuất tập trung tạo ra các sản phẩm có giá trị như hành tỏi Lý Sơn, quế Trà Bồng. Các vùng sản xuất tập trung bước đầu đã mang lại hiệu quả thiết thực, đã gắn được sản xuất với thị trường tiêu thụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đặc biệt, việc triển khai thực hiện tốt chương trình Mỗi xã một sản phẩm đã gắn với hoạt động xúc tiến thương mại, góp phần nâng cao giá trị, hiệu quả và khả năng cạnh tranh của các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa. Hành tỏi Lý Sơn này là đã được nằm trong diện là của OCOP, và tôi đã được gọi là tỉnh đưa đi và các vùng OCOP tổ chức, ví dụ như là ở Quảng Ninh này, Thái Nguyên này, Lào Cai này, và ở vùng Hà Nội này, tất cả điểm nào tổ chức OCOP tỉnh được tỉnh đưa mình đi hết, và kể cả hiện tại bây giờ là đang tham gia hội chợ ở Royal City là của bên Sở Công Thương xúc tiến thương mại Quảng Ngãi đã đưa mình đi thì nó. Đặc trưng về Đà Lạt của mình thì có các dòng trái cây, và đặc biệt là sinh tố dâu tây, dâu tầm hoặc chanh dây mãng cầu hay là phúc bùng tử thì nó chỉ có ở Đà Lạt mình mới có. Thì mình thông qua cái chương trình kết nối này thì mình muốn sản phẩm mình không những là phân bổ ở thị trường Hà Nội mà mình muốn là được lan tỏa ra toàn quốc. Mình có những điểm giới thiệu sản phẩm chính ở thành phố Đà Lạt và những cái chương trình xúc tiến kết nối với các tỉnh bạn do là trung tâm xúc tiến của tỉnh Lâm Đồng hoặc là Sở Công Thương của tỉnh Lâm Đồng tổ chức. Chương trình rất là hữu ích cho các cái doanh nghiệp mà điển hình là các cái hợp tác xã, đặc biệt là những cái hợp tác xã và những doanh nghiệp nhỏ và vừa, người ta không có điều kiện để người ta làm cái marketing để quảng bá sản phẩm của họ. OCOP là một cái bà đỡ cho cái sản phẩm của người dân, chính người dân làm ra. Đây là một cái đường lối, một chính sách rất là đúng đắn để mà cho những cái sản phẩm của những người dân của chúng tôi là phát triển mạnh đúng với cái tầm của nó. Phát triển mở rộng thị trường cũng như xây dựng được những thương hiệu sản phẩm OCOP sẽ góp phần giúp người dân sống được với nghề, giữ gìn và phát triển nghề cũng như giữ đất, giữ làng, đặc biệt là bà con vùng cao với các sản phẩm đặc trưng gắn với núi rừng.
đã đón nhận cái sản phẩm OCOP của tôi rất nhiều, rất tốt. Giới thiệu các cái sản phẩm ở tại các cái hội chợ ở các tỉnh bạn, mang theo những cái sản phẩm và mang những cái giấy chứng nhận đi cùng trưng bày ở đấy. Đặc biệt là qua cái công tác truyền thông, báo chí và đặc biệt là lên truyền hình. Lên truyền hình thì quảng bá là các khách hàng người ta cũng biết và các cái đơn đặt hàng là người ta cứ trên cơ sở cái địa chỉ thì người ta gọi và kết nối cung cầu. Tôi thấy cái chương trình này của Hương Sơn là rất tốt. Và nếu chúng làm tốt ấy, thì nó sẽ rất là thuận lợi cho cái người sản xuất, cho đến người tiêu dùng và tạo cái điều kiện cho cái đặc biệt là các hộ gia đình, các cái hợp tác xã, các tổ hợp có cái nơi mà kết nối giữa sản xuất đến lưu thông và đến tiêu thụ sản phẩm thì nó sẽ nhằm tăng thêm cái nguồn thu nhập, tăng lợi ích, tăng lợi nhuận cho cái người sản xuất. Và chúng tôi cũng mong rằng giữa Bộ Công Thương rồi các tỉnh cũng như ngành nông nghiệp chúng ta là có cái sự phối hợp trong cái chuỗi này, chuỗi sản xuất giá trị này, mà đặc biệt là khi mà chúng ta sản xuất ra được rồi nhưng mà có nơi để tiêu thụ sản phẩm cho bà con, cho hợp tác xã, cho ngành nông nghiệp là tôi đánh giá rất cao. Nhóm thực phẩm có 2.584 sản phẩm, nhóm đồ uống có 1.041 sản phẩm, nhóm thảo dược có 231 sản phẩm, nhóm vải và may mặc có 186 sản phẩm, nhóm lưu niệm, nội thất, trang trí có 580 sản phẩm, nhóm dịch vụ du lịch nông thôn có 201 sản phẩm với 413 làng bản văn hóa gắn liền với du lịch sẽ góp phần phát triển kinh tế tại mỗi địa phương. Bộ Công Thương chúng tôi thì đang phối hợp rất là chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn để đổi mới những cái phương thức tiêu thụ nông sản, đồng thời là đưa các hàng nông sản, hàng cây công nghiệp ở những cái vùng mà lớn như là Tây Nguyên này đang sản xuất được vào các hệ thống phân phối trong nước và xuất khẩu thông qua rất nhiều chương trình như là xúc tiến thương mại quốc gia, là đưa đến những cái hội chợ ở trong nước cũng như là đưa đến những cái tuần là hàng Việt Nam ở nước ngoài. Thứ hai nữa là chúng tôi cũng là có những cái giải pháp để thiết kế ra được những cái hệ thống phân phối những cái hàng hóa mà để tiêu thụ trong nước, ví dụ như là cà phê thì nay đã khuyến khích việc chế biến sâu cà phê theo hướng là bảo đảm an toàn thực phẩm. Một mặt nữa là bằng cái công cụ là phát triển về thương mại điện tử thì Bộ Công Thương thông qua Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số cũng đã có một cái chương trình rất lớn để kết nối những hệ thống phân phối hàng hóa xuyên quốc gia, thương mại điện tử để đưa những cái hàng hóa này mang rất đậm đà bản sắc dân tộc đến với những quốc gia khác trên thế giới cũng như là với 100 triệu người tiêu dùng của Việt Nam. Việc triển khai thực hiện tốt chương trình OCOP là một hướng đi tất yếu nhằm phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh để sản xuất các sản phẩm nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế cạnh tranh trên thị trường, qua đó góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Tuy nhiên, hiện thị trường tiêu thụ chính của các sản phẩm này chủ yếu vẫn chưa được mở rộng, thị trường tiêu thụ chưa ổn định, khâu xúc tiến thương mại vẫn còn yếu, công tác tuyên truyền, quảng bá giới thiệu sản phẩm còn hạn chế. Để chương trình OCOP triển khai hiệu quả, việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá giới thiệu về các sản phẩm được lựa chọn tham gia OCOP cũng như các điểm, trung tâm giới thiệu và phân phối sản phẩm OCOP trên phạm vi cả nước đóng vai trò hết sức quan trọng, góp phần kết nối và đưa các sản phẩm OCOP đến gần hơn với người tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất, tạo điều kiện và động lực cho người sản xuất mạnh dạn đầu tư, phát triển các sản phẩm lợi thế của mỗi địa phương.